Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày này, ngư dân Quảng Trị bước vào đánh bắt vụ cá bắc. Đây là vụ đánh bắt chính do mùa này thường xuất hiện những loại hải sản có giá trị kinh tế cao như là cá thu, cá ngừ hay là mực nang, mang lại thu nhập khá cho bà con. Tuy nhiên, vươn khơi trong ngày hôm nay, bà con xin lưu ý khắp vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận vẫn có gió mạnh, gió đông bắc tại đây cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và độ cao sóng từ 3 đến 4 mét biển động. Bà con đánh bắt ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng cần phải đề phòng với gió mạnh. Dự báo ngày hôm nay, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và độ cao sóng tại đây từ 3 đến 4 mét biển động mạnh. Ngoài ra, trời còn có mưa dông rải rác, dễ đi kèm với dông lốc mạnh. Khu vực phía bắc của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh khá bất lợi cho tàu thuyền hoạt động. Gió đông bắc cấp 6, đêm tăng lên cấp 7, giật cấp 9 và độ cao sóng có thể lên tới 5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ hơn khoảng là ở mức cấp 4 đến cấp 5. Tuy nhiên, trời mưa dông khả năng dễ đi kèm với gió giật và dông lốc nguy hiểm. Bà con cần chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong các bản tin thời sự tiếp theo.